chúng ta đang chứng kiến những hoạt động đi máy. Hy vọng là công trình của chúng ta sẽ luôn luôn được thuận buồm xuôi gió và nhà máy sẽ sớm thay mặt cho tập đoàn Hoa Sen. Xin được chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã cùng có mặt với chúng tôi.